Em này em ra quý vị và các bạn đang xem trại thịt thương phẩm. Những con đà điểu như này là những con đà điểu đã trưởng thành, nó dao động từ khoảng 90 cân đến 1 tạ 2. Thì ở đây bên cơ sở chúng mình vừa bán thương phẩm và vừa bán đà điểu giống. Đà điểu giống thì nó sẽ dao động từ 1 tuần tuổi đến 2 tháng, tùy vào. Thì các bạn có thể mua với cái giá dao động từ 1,5 triệu đến 2,5 triệu. Các bạn có thể liên hệ vào cái số 0163530982. Bên mình là cơ sở duy nhất uy tín cung cấp con giống và hướng dẫn kỹ thuật nuôi. Và con giống của bên mình thì đã được tiêm nhỏ những cái thuốc phòng cơ bản từ lúc còn nhỏ. Và đặc biệt là mình sẽ hỗ trợ trong cái việc kỹ thuật, hoặc qua điện thoại các bạn có thể là nuôi. Và nếu như các bạn nuôi khi trưởng thành mà cái việc thương phẩm bán ra các bạn không tiêu thụ được, chúng tôi sẽ nhập lại và chúng tôi sẽ tạo điều kiện để kết hợp chăn nuôi và bán ra sản phẩm thịt. Thì ở đây thì cơ sở bên mình thì duy nhất là cái số lượng đà điểu rất là nhiều, vừa nuôi và vừa cũng gây nhân giống, thì các bạn có thể yên tâm. Không như những cái cơ sở mà không có cơ sở bãi chăn, hoặc là chuồng úm, hoặc là không chưa làm lâu thì họ cũng có thể là các bạn mua cái giống không rõ nguồn gốc, thì có thể là về là các bạn có thể đà điểu các bạn có thể bị hao hụt đầu con, người ta gọi là bị ngã nước. Các bạn hết sức lưu ý, những khách hàng mà bên mình đã mua bên mình thì họ sẽ quay lại mua năm thứ nhất, năm thứ hai, và tỷ lệ hụt đầu con là gần như là không có. Chỉ có một vài trường hợp là ăn phải những cái hạt sỏi, hoặc là chạy vấp vào những cái que, hoặc là những cái gốc cây, hoặc là những cái địa hình bấp mô. Các bạn có thể thấy là đây là số lượng như con đà điểu này bây giờ có thể lên đến 500 con. Các bạn thấy rất là rộng. Thì trên đây là cái thông tin của cơ sở của mình trực thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
các bạn có thể liên hệ hoặc là chúng mình có thể chuyển khoản hoặc là giao hàng qua các hệ thống nhà xe. Các bạn thân mến, hy vọng rằng video này sẽ đóng góp vào một phần trong cái chủ đề con giống tại người miền Bắc của chúng tôi. Các bạn hãy đăng ký kênh và hãy có những ý kiến và để tiếp tục đón nhận những video tiếp theo về cái con giống đà điểu này. Chúng tôi hứa sẽ phục vụ và nhân bản diện rộng ra trên khắp đất nước để cái sản phẩm từ thịt đà điểu có thể đến được với mọi người dân, mọi miền quê. Các bạn có thể thấy là cái việc chăn một con đà điểu thì quy trình sau khoảng 7-8 tháng thì trọng thể sẽ tăng lên gần 1 tạ. Và các bạn úm thì quan trọng nhất là tháng đầu tiên, 1-2 tháng đầu tiên các bạn có thể rất là cẩn thận cho chúng. Còn ngoài ra thì nó cũng nuôi như con ngỗng, con ngan thôi, cũng không có gì cả. Ăn rau, ăn cám úm, ăn ngô nghiền, nó cũng rất dễ thân thiện. Và đây là những cái hình ảnh của những cái con đà điểu mà bên mình có thể là xuất bán giống cho các bạn. Như loại này là vừa phải, nó sẽ vừa tiền mà nó cũng sẽ dễ nuôi. Còn những cái loại to hơn thì nó sẽ cao tiền hơn, mà nhỏ hơn thì nó sẽ nụ quá. Thì các bạn như loại này thì bên mình đang xuất bán với cái giá thành là 1,7 triệu, 1,8 triệu. Đấy, thì tùy theo ngày tuổi, các bạn lấy chậm sau 2 ngày nó khác giá. Kính thưa các bạn, hy vọng rằng video này sẽ giúp cho bà con ở vùng xa hiểu thêm về con đà điểu con cũng như con đà điểu trưởng thành. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn nhớ hãy đăng ký Zalo ở bên mình là bằng số điện thoại 0163530952 hoặc là kênh Facebook là chim cu gáy hay. Ngoài con đà điểu ra thì bên mình cũng phát triển về con chim cu gáy và đặc biệt là cái kênh YouTube. Các bạn có thể đăng ký kênh của mình cũng là kênh chim cu gáy hay. Mình tên là Vũ Văn Thao, số tài khoản là 22102051 56, đại diện cho anh em ở cơ sở để xuất bán. Các bạn thân mến, các bạn có thể giao dịch với trực tiếp với tôi hoặc là bên anh em của cơ sở để các bạn nắm bắt được những cái kỹ thuật. Ok, xin chào các bạn.